Chào các bạn, video về những chuyện lạ, có thật. Đầu tiên là câu chuyện của một bé gái 3 tuổi, chết cách đây 150 năm, được chôn cất dưới nền của một căn nhà thuộc thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào năm 2016. Khi người chủ nhà này sửa nền nhà thì phát hiện ra có một cái hòm bằng kim loại. Và họ mở ra thì thấy trong đó có một em bé, gương mặt đẹp như một thiên thần, vẫn còn nguyên vẹn như đang ngủ. Và người ta đã làm một cái hòm bằng gỗ màu tím mà các bạn nhìn thấy trong hình đó, và trồng cái hòm kim loại vào trong đó, xong rồi chôn cất em bé trở lại đàng hoàng ở ngoài nghĩa trang. Và người chủ nhà này cho biết rằng trong thời gian chưa tìm ra em bé này thì trong nhà vào ban đêm vẫn có những bước chân của trẻ con chạy vòng quanh như chơi đùa. Khi chôn cất em bé thì người chủ nhà này nói rằng nếu như linh hồn em muốn ở lại trong căn nhà thì họ sẵn sàng đón nhận. Và đây là một câu chuyện tâm linh rất huyền bí, khó giải thích. Quả trứng gà này có quá nhiều trồng đỏ, rất là kỳ lạ. Còn đây là cá có gương mặt giống như người. Hình ảnh này được quay ở bên Nga. Người ta thiết kế một căn nhà rất là hay, có thể xếp lại, mở ra và có thể kéo đi khắp nơi. Cô gái cho chiếc xe này gieo vào chỗ đậu xe bằng remote control. Người này trải một bàn ăn với những cái dĩa giống như trò ảo thuật nè các bạn. Đây là tủ lạnh được ngụy trang ở bên ngoài giống như là một cái tủ lạnh không, không có đựng gì hết, nhưng mà thật ra bên trong là đầy những rượu bia, nước giải khát. Nghệ nhân vẽ tranh theo kiểu rất lạ, bức tranh hoàn thành rất nhanh và rất đẹp. Những người ngư phủ rất vui mừng khi họ đánh bắt được một mẻ lưới cá đầy, nặng. Nhưng họ không ngờ bên trong có một chú hải cẩu, nên phải dùng vòi nước để đuổi hải cẩu đi, vì mục đích của họ không phải là để bắt hải cẩu. Cậu bé này đứng trên một chiếc xe đạp có một bánh và dùng chân để hất những cái dĩa chén này lên trên. Rất hay, không bị rớt cái nào hết. Con chó này nó rất là thông minh. Công nghệ làm trứng gà giả là có thật đó các bạn.
Người ta dùng hóa chất để tạo nên trồng trắng, trồng đỏ. Xong rồi họ đóng gói đem bán. Nhìn thì bên ngoài cũng y như là trứng gà thật, nhưng mà không biết bên trong mùi vị như thế nào. Hình ảnh video được quay ở Trung Quốc. Một chiếc cầu treo, khi có gió lớn thì nó rung lắc, nhìn rất đáng sợ. Đây là nơi nhận hành lý ở phi trường. Thì có người khách đã giấu những con cua này ở trong túi xách. Nhưng mà túi xách này bị mở ra nên những con cua này bò tràn lan khắp nơi. Cắt tóc bằng drone hay còn gọi là flycam thì mình nghĩ đây chỉ là clip vui trong mùa đại dịch, chứ không thể nào cắt tóc bằng flycam được, vì nó rất là mất thời gian và phải điều khiển thật là khéo tay. Video quay ở Nam Mỹ, vì bị ô nhiễm môi trường nên cá chết đầy mặt sông Hồ. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để xem video về những điều kỳ lạ có thật. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, an lành trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.